Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với kênh Hà Lùng TV nha. Mọi người ơi, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020. Chúng ta vẫn còn đang bị chị Vi hành. Chúng ta vẫn còn đang phải ở nhà, không có ra đường. Thì hôm nay tôi đã đi qua nhà một cái anh bạn chơi. Không có ra đường nha, tôi qua nhà người ta chứ tôi không có ra đường nha. Qua nhà người ta chơi và tôi đã trọt được 4 trái xoài bự lắm đó, về tôi đã cắt ra. Cái này gọi là xoài tứ quý á mọi người, nó có nhiều loại xoài lắm mà riêng cái loại xoài này là cái anh đó anh nói là xoài tứ quý đó. Thì chọt được 4 trái nè, đem về nhà cái anh đó bên quận 12 á, trời ơi đất ổng rộng mênh mông nên ổng trồng được xoài nhiều lắm. Ủa, có một bàn tay màu quá không biết sao không, ghê quá đi. Rồi đem về tôi đã cắt ra, ban đầu tôi định làm xoài lắc đó, nãy bây giờ chưa biết lắc làm sao đó. Rồi cái có làm một chén mắm. Cái mắm này đố mọi người là mắm gì? Thường là xoài người ta sẽ ăn với lại mắm ruốc nha, còn đây tôi ăn với lại mắm tôm. Con đuôi vô vậy, cái nghe màn hình con đứng sau. Có chừng những người mẹ đâu là muốn gầm luôn á. Cái gì là ảo vậy? Cái này cái mắm tôm này là làm để lát nữa ăn cơm với lại cà pháo mọi người, cà pháo với mắm tôm mà giờ lấy xoài chấm thử coi ngon không, mà cũng ok. Tuy ơi, mắm tôm nó hơi hơi mặn, tôi hơi miếng muối à, quên tôi hơi miếng đường. Quán gì cay vậy? Muối tôm. Muối tôm hả? Các bạn miếng muối tôm nhớ. Còn chấm cái loại thứ hai thì muối tôm lát nữa. Cái gì vậy? Có vẻ nhiều ớt vậy. Chấm cái loại thứ hai là mình sẽ chấm với lại nước mắm đường nè mọi người. Kẹo lên nè, đã chưa? Đó. Mình chấm với mắm đường. Chua quá, xoài chua quá. Xoài này hơi chua. Nước mắm đường nhoi em nó bỏ không? Miếng ớt nữa nè. Mắm đường á là nó phải sệt nó vậy nè, ăn mới ngon mọi người. Ăn hết cái hộp này cái đã bất tử luôn quá. Tôi coi trên mạng cũng thấy có mấy cái clip mà người ta ăn khủng khiếp lắm. Ăn xoài non, tóc non. Cầm. Nó là đứa quế nữa, nó cứng. Chúng quá. Cái này chắc phải lắc quá. Nó làm xoài lắc cho nó nước mắm với lại muối rồi nó áo hết thì mới được nè. Con này là muối tôm rồi mọi người. Muối tôm được rồi. Muối tôm cũng ngon, muối tôm cay quá hả? Trời ơi, nó cay, nó chua. Bây giờ nó dường như đang là mùa xoài á mọi người. Mình đi ngoài đường mình thấy người ta bán nhiều xoài lắm mà giá rất là rẻ, nó có 10.000, 15.000 ký à. Bự một chút thì 20-30. Rồi xoài cát rồi nó ngon. Mà tôi thích ăn xoài chín à. Xoài sống thật ra tôi không thích lắm. Tôi thích ăn xoài chín. Xoài chín ăn ngon rồi, xoài chín xay sinh tố. Xoài chín ăn ngọt thơm. Mình cắt ra để tủ lạnh nó ăn ngon, tôi thích ăn xoài chín. Thôi, sau khi chấm qua 3 thứ thì cảm thấy là chấm cái mắm đường vẫn là ổn nhất rồi mọi người. Nếu có mắm ruốc thì chấm mắm ruốc thì cũng ngon. Nhưng mà chấm mắm tôm thì hơi kỳ. Nghe con. Con còn chấm mắm tôm chứ. Con thấp người xuống luôn. Cái áo này nè. Thích chấm mắm tôm hả? Bạn này thích chấm mắm tôm mới giờ đạp xe đạp với muối tôm. Cái hồi nó cứng à. Cái gì với sò vậy? Nó cứng mà còn cắt cục bự nữa. Đi tây con cắt. Chua quá. Ủa, cái này phải lắc không đi. Bây giờ nếu mà lắc là mình cho nước mắm đường vô hả Tây? Nước mắm đường cho muối tôm. Nước mắm đường cho muối tôm đi hả? Nhưng mà cái hộp này cay. Không, có 3 miếng ớt thôi nè, xíu là không cay đâu. Mình cứ chia làm đôi đi. Chia làm đôi lắc. Trong được mấy miếng đi. Bây giờ mình sẽ chan nước mắm vô nha mọi người. Khi chan nước mắm vô thì cho muối tôm vô hả con? Rồi, sợ cay rồi.
Đây là cái nhắc rồi. Cái món tôm thần thánh. Ba mẹ đang xíu mẹ rồi. Có phải không? Ba mẹ đang xíu mẹ. Ôi trời ơi. Thái biết làm đàng hoàng, quen. Chỉ sợ lắm dân. Chỉ sợ dân nó thấm tùm lum hôi nhà thôi. Rất là điêu luyện phải không mọi người? Đó, con trai tôi lắc rất là điêu luyện. Thấy chưa? Thấm rồi đó. Thấm rồi. Thấm rồi. Rồi cẩn thận cái chừng nó văng nước đường, nước mắm nó tùm lum. Rồi, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Ui cha ơi. Wow, cực kỳ hấp dẫn mọi người ơi. Nước mắm đã được áo đều. Trời ơi văng tè le hột me. Nè mọi người ơi, rồi thế à, hả? Đúng rồi, vừa mới được lắc xong. Mọi thứ nó hòa quyện với nhau. Rất là ngon. Đồng chí mập ơi ăn nè. Đồng chí mập ăn. Ngon. Ok. Hai bên thành công xuất sắc. Hai bên đã lắc được một bát xoài rất là ngon. Mọi người cũng có thể mua xoài về lắc đi dễ. Đang mùa xoài cho anh thử ăn đi. Không phải hết mùa mắc hết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.